như là chủ đi coi như là mua về đắp mền, nhưng mà nội thất này. Cái ghế sau của em nó là không có người ngồi. Một cái siêu phẩm chùm mền quý anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy phê không? Cầm vô là coi như là em trùng thích những cái dòng xe như thế này, chạy ít km thôi của chú chị. Chỉ với 50 triệu thôi, đó là anh chị đã sở hữu, đã lấy được xe đi rồi quý anh chị. À, không phải nói là đây anh chị đâu. Cái máy phải nói là rất êm luôn của chú anh chị ạ. À. Đây anh chị này. Ui chào ơi, anh chị nhìn cái cỗ máy của em nó này. Anh chị thấy, nhìn thấy gia chủ xài kỹ không? Thật sự là không có một miếng cát, miếng bụi của chú anh chị nha. Đây, anh chị nhìn từng cái dấu châm sơn này. Đó, phải nói là em Trung đã nói là gọi là một cái siêu phẩm, gọi là một cái hàng hiếm của chú anh chị. Này. Vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày nay thì em Trung lại tiếp tục về cho cô chú anh chị một mẫu xe Kia Morning. Gọi là hàng này nó thuộc, gọi là cái hàng tuyệt chủng, gọi là siêu hiếm. Hình như là chủ đi coi như là mua về đắp mền, cô chú anh chị nha. Thì ngày hôm nay thì anh chị đang thấy thật sự là phải nói là một cái mẫu xe nhỏ gọn, xinh xắn, tiết kiệm, nồi đồng, cối đá mà giá thật sự là siêu hấp dẫn cho cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì anh chị sẽ đi theo chi tiết từ đằng bên ngoài vô tới phần đằng bên trong. Thì anh chị đang thấy em này thì phải nói là cái nước sơn của em nó thì hầu như toàn bộ là zin nguyên con cô chú anh chị nha. Đây thì ngày hôm nay thì anh chị cũng đã được cái gia chủ này ốp chén năm cửa này, và tiếp tục quý anh chị. Đây, anh chị nhìn cái hàng ghế đằng sau này, quý anh chị thấy chưa? Từ cái hàng ghế đằng trước tới hàng sau và tất cả cái ghế hàng sau như không có người ngồi luôn. Và đây thì anh chị cùng theo chân em Trung, cái xe nó đẹp. Anh chị nhìn cái chân thắng chân côn này, anh chị nhìn thấy không? Em Trung sẽ dọi sót luôn, gọi là sát vô trong, thật sự là không một dấu mòn luôn. Quý anh chị từng những cái táp lô, táp bì của em nó thật sự là quá mới cô chú anh chị nhé. Em nó đã được lên cái màn hình Android quý anh chị, cũng rất là ok, màn hình xịn á. Nội thất của em nó thì nó thật sự là nó như một con xe mới rồi. Thật sự là khi mà hình như là có những người đi rất là ít, có những người đi phải nói là khá là nhiều, nhưng cái xe này thì phải nói là em Trung dám khẳng định cảm nhận cho cô chú anh chị, thật sự là gia đình châm mền nhé cô chú anh chị nhé. Và thật sự tại sao mà ngày hôm nay em Trung đã nói là anh chị nhìn từng cái ghế ốc vít này không? Chưa một dấu mở luôn. Và cái xe này thì tại sao ngày hôm nay em Trung đã nói là một cái siêu phẩm, gọi là chùm mền và nồi đồng cối đá. Cái dòng này thật sự là rất là tiết kiệm của chú anh chị. Máy của em nó thì lăn quăn đâu đó chạy tầm có khoảng 5 lít xăng thôi. Đây anh chị nhìn từng những cái tem mạc này. Em nó là sản xuất 2019 của chú anh chị nha. Đấy, anh chị thấy không? Sơn zin gọi là cả xe chứ không phải hầu như. Đây quý anh chị, anh chị nhìn từng những cái nội thất này. Cái ghế sau của em nó là không có người ngồi cô chú nhỉ, ghế sau là không có người ngồi luôn. Chỉ có mỗi là gia đình anh này thì thật sự là chỉ có chở em bé con ngồi đằng bên cạnh thôi quý anh chị nha. Đây, anh chị thấy nhìn từng cái vô lăng này, thật sự là nó không khác gì một con xe mới quý anh chị. Đây cái bộ trần của em nó quý anh chị nha. Tiếp tục ngày hôm nay thì anh chị cùng theo chân em Trung thì phải nói là cái xe này anh chị đừng hỏi em Trung là lỗi lầm đâm đụng gì không cô chú anh chị. Này, nếu mà chẳng hạn như anh chị ở xa thì mình coi hết video, anh chị ở gần thì mình nên tới tận nơi và trải nghiệm em nó cô chú anh chị nhé. Đây anh chị nhìn cái bọng dè của em nó này. À, anh chị nhìn đằng trong là đã thấy này, thật sự là mới không. Này, thật sự về cái xe này em về em Trung là chỉ có rửa nước lạnh thôi, chưa phải làm bất cứ thứ gì quý anh chị. Một em Kia Morning quý anh chị nha, 2019 quý anh chị. Này, tiếp tục em Trung sẽ dở luôn cái phần cốp này. Anh chị nhìn từng những cái trong nắp cửa này, thật sự là được cái xe này anh gia chủ anh đi anh rất là kỹ của chú anh chị. Này, đằng trong nắp cửa thôi mà không có hột cát hột bụi của chú anh chị nha. Tại vì cái xe này về em Trung cũng mới rửa đằng bên ngoài nước lạnh thôi của chú anh chị, chưa phải làm bất cứ cái thứ gì. Đây quý anh chị này, anh chị nhìn thấy cái nội thất của em nó mới chưa, cực kỳ là mới, và đặc biệt hàng ghế sau là không có người ngồi luôn. Đây quý anh chị này, từ những cái đường keo này, anh thật sự là phải nói là từ những cái ổ khóa này anh chị thấy không, thì hầu như những cái xe mà bình thường gia đình mà ở trong Lâm Đồng mình đi ấy, nó sẽ bụi ở những cái khe này anh chị, những cái khe này không có bụi luôn. Phải thật sự là cái xe này phải nói là nó không khác như là một con xe mới của chú anh chị. Và em nó được lên một cái camera cặp lề rồi có chú anh chị thấy không? Camera cặp lề trên cái gương chiếu hậu quả. Đó, chút xíu em chúng sẽ quay sát cho cô chú anh chị luôn. Đây, dàn vỏ của em nó
ok cho cô chú anh chị. Đây, nội thất của em nó đây, quý anh chị chưa? Đấy, phải nói là ngày hôm nay thật sự là em Trung cũng vừa mới săn được một em cọp gọi là siêu hiếm Kia Morning, quý anh chị, 2019 rẻ, quý anh chị nha. Cực kỳ là rẻ, cô chú anh chị nhìn từ những cái nội thất, từ những cái tabi này. Đây, anh chị nhìn. Cái ghế này hầu như thật sự là chỉ có chở em bé mà nó không có gọi là một cái gọi là cái xẹp xiếc gì anh chị đâu. Đây, anh chị nhìn từng cái đường kim mũi chỉ, cái lỗ thông hơi, tất cả một cái này. Thật sự là một cái xe mà dành cho anh chị quan tâm về thay một cái xe máy của chú anh chị. Tiếp tục, đây của chị, và cùng theo chân em Trung vô trải nghiệm này. Đây, em nó được có cái camera cặp lề của chú anh chị thôi, một cái mắt rất sáng luôn. Và đăng kiểm em nó còn tới tháng 5 năm 2025 lận cô chú anh chị. Cái xe này thật sự phải nói là khi em Trung về tới nhà chưa làm bất cứ thứ gì cô chú anh chị nha. Chỉ rửa sơ đằng bên ngoài cô chú anh chị. Không một vết chảy, không một vết chảy. Đây cô chị. Đó, tất cả cái anh chị nhìn từng cái bọng dè kìa. Nó quá mới, siêu mới đi cô chị. Bộ mâm này, anh chị nhìn con heo này, thấy không? Cái vải là phải nói là cái xe mà nó đi trời mưa, trời nắng, tất cả mọi cái quý anh chị, nó ảnh hưởng rất là nhiều khi mà đất cát bụi bặm nắng mưa. Anh chị nhìn con heo qua mới luôn. Đấy. Có dặm chút cái chỗ này cô chú anh chị nha. Đây. Có dặm chút chỗ này thôi. Tất cả một cái. Đấy, anh chị nhìn cái đường xước này. Còn mọi vấn đề thật sự rồi. Anh chị nhìn cái cụm đèn mà từ đó tới bây giờ mà anh chị thấy không? Nó thật sự là quá mới, nó sáng giống như một con xe mới, nên nhiều khi để nói tới hết cái câu chuyện cái xe này thì phải nói là em Trung không còn cái từ ngữ nào để miêu tả một em Kia Morning cô chú chị. Đây, vỏ của em nó anh chị thấy không? Gai dày cui. Anh chị nhìn thấy cái từng cái dấu chấm sơn này, thấy chưa? Cái gai của em nó này, nó dày cỡ này đó. Zin nguyên bản theo của nhà máy của chị. Đây, tiếp tục em Trung sẽ nổ luôn cái phần máy của chú anh chị nhá. Anh chị nhìn cái vô lăng này là anh chị đã thấy này. Phải nói là một cái siêu phẩm chùm mền quý anh chị. Đây, anh chị nhìn thấy phê không? Cầm vô là coi như là em Trung thích những cái dòng xe như thế này, chạy ít km thôi của chú anh chị. Đây, và em Trung sẽ đề này, nổ luôn cái máy, cái phần máy cho cô chú anh chị nhá. Ô đô của em nó này, chuẩn đây cô chị này. 39.000. 2019 cô chú anh chị ạ. Mà bây giờ em nó đã chạy chỉ mới 39.000 thì anh chị thử hiểu. Đây, màn hình Android của anh chị. Đây, tất cả cái cái xe Hyundai Grabber phải không? Bán cho anh 100 triệu, anh hẹn 3 tháng, 1 tháng tháng trả 15 triệu. Đâu, anh Kinh nhá, Đắk Nông ạ. Với đúng rồi, đúng rồi. Còn trả trong vòng 3 tháng. Lấy 5 triệu tiền lời nha. Bây giờ đưa bao nhiêu chưa? Anh đưa 50 sao? Đó, một cái xe lại tiếp tục bán góp cho khách hàng quý anh chị nha. Chỉ với 50 triệu thôi, đó là anh chị đã sở hữu, đã lấy được xe đi rồi quý anh chị. Phải nói là đây anh chị đâu, cái máy phải nói là rất êm luôn của chú anh chị. Đây anh chị này, ui chào ơi, anh chị nhìn cái cỗ máy của em nó này, anh chị thấy, nhìn thấy gia chủ xài kỹ không? Thật sự là không có một miếng cát, miếng bụi của chú anh chị nha. Đây anh chị nhìn từng cái dấu châm sơn này, nó phải nói là em Trung đã nói là gọi là một cái siêu phẩm, gọi là một cái hàng hiếm cô chú anh chị. Đây, tất cả từ những cái cabo này, từ những cái keo chỉ này, phải nói là một cái mẫu xe dành cho anh chị nếu chẳng hạn anh chị muốn quan tâm, dành cho anh chị về siêu tầm này, đúng không? Về đón con, hoặc là mình đi công việc, gọi là mình thay một cái xe máy được cái đời cao cô chú anh chị. Và cái dòng này cô chú anh chị nha, phải nói là để nói tới câu chuyện mà nếu mà xăng thì phải nói là uống xăng như người cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì anh chị nào muốn quan tâm cái mẫu xe Kia Morning đời 2009, một em siêu phẩm như thế này, đó, liên hệ em Trung, giá chỉ với hơn 200 triệu thôi cô chú anh chị nha. Hơn 200 triệu một chút xíu thôi cô chú anh chị. Đó. Liên hệ với cửa hàng cô chú anh chị nha. Đây anh chị, thật sự là phải nói là quá mới luôn. Đây, cái xe này thì gia chủ có dán cái trên cái táp lô này, em Trung về cho lột ra đó anh chị thôi, và vệ sinh lại mấy cái keo này nữa là xong thôi, chứ để nhiều khi cái lớp phủ trên này em Trung lại không thích, nhìn nó rất là khó coi quý anh chị. Này, thật sự là quá mới luôn quý anh chị nha. Đây là ngày hôm nay thì anh chị đang thấy, phải nói là một mẫu xe Kia Morning đáng đồng tiền bất gạo cho cô chú anh chị. Nếu mà anh chị muốn thật sự muốn đam mê quý anh chị nha, một siêu phẩm quý anh chị,
chạy ít km đó, liên hệ em Trung, biển số 75 Huế của chú anh chị nha. Đó thì thôi, cuối video cho em Trung kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nha.